Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có 3 chữ số. Thì mình lấy ví dụ như 1, 1, 7. Đây là số có 3 chữ số. Thì cách thứ nhất nè các bạn, dùng phương pháp đếm giúp mình. Được chưa? Dùng phương pháp đếm giúp mình. Khi các bạn đếm từ tay phải nè sang trái nè, 1, 2, 3. Cách hai đó, các bạn dựa vào số hàng nó thì từ tay phải sang tay trái thì hàng thứ nhất thuộc hàng lớn đơn vị, hàng thứ hai thuộc hàng chục, hàng thứ ba thuộc hàng trăm. Ok chưa? Vậy số có 3 chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị nè, hàng chục nè và hàng trăm. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu có bao nhiêu số có 3 chữ số. Ở đây có hai phương pháp nha các bạn. Phương pháp thứ nhất là liệt kê. Thì đối với số có 3 chữ số mà các bạn dùng phương pháp liệt kê là rất lâu, nên mình sẽ dùng phương pháp thứ hai, đó là phương pháp liên quan về tổng dãy số tự nhiên, đó là công thức đúng tổng dãy số tự nhiên. Rồi bắt đầu các bạn quan sát nè. Thì trước khi để dùng phương pháp này, các bạn phải xác định giúp mình số 3 chữ số đầu tiên, đó là 1 nè, 0, 0. Rồi tiếp tới mấy 1, 0, 1. Từ số thứ nhất các bạn lên số 2, các bạn cộng 1. Tiếp tục như vậy, các bạn cộng đến cái số cuối cùng là bao nhiêu ạ? 999. Được chưa? Và cái dãy số này các bạn sắp xếp từ bé nè đến lớn. Rồi bắt đầu thì các bạn sẽ áp dụng công thức tổng dãy số tự nhiên. Thì thứ nhất nè, các bạn phải xác định số hàng đầu là cái số đứng đầu tiên nè, 100. Số hàng cuối là cái số cuối cùng của dãy số nè, 99. Tiếp theo đó là khoảng cách sẽ bằng số hàng thứ hai trừ số hàng đầu, hay còn gọi là số hàng thứ nhất, là lấy số hàng thứ hai nè trừ số hàng đầu, 101 trừ 100 bằng 1. Tiếp theo đó là số lượng số hàng. Đây chính là kết quả, đó là có bao nhiêu số có 3 chữ số. Thì các bạn sẽ có công thức là số hàng cuối trừ số hàng đầu, tất cả chia cho khoảng cách rồi cộng 1. Rồi bắt đầu các bạn giải nha các bạn. Số hàng cuối 999 trừ số hàng đầu 100, tất cả chia cho khoảng cách là 1 cộng 1. Rồi phép tính thì các bạn làm từ trong ngoặc, sau đó rồi tới chia rồi tới cộng. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới mình xem coi có bao nhiêu số có 3 chữ số nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị khó hiểu, các bạn cố gắng comment với mình để mình khắc phục những clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.